Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ tư ngày 6 tháng 3 năm 2024, buổi chiều ngày hôm nay 5 tháng 3 Lộc miền Nam trên kênh nó về được cái Lộc, đó là cái con 62 đài Bến Tre và cái con 37 đài Vũng Tàu. Chúc mừng tất cả anh chị em tình thương ủng hộ trên kênh. Tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai thứ tư 6 tháng 3 trên đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Mời anh chị em cùng tham khảo. Đài Đồng Nai mình dự đoán cái cặp 46 64, đài Cần Thơ mình dự đoán cái cặp 0440, đài Sóc Trăng mình dự đoán cái cặp 23 32. Anh chị em hãy tham khảo. Chúc anh chị em có nhiều may mắn và thành công trong ngày mai thứ tư 6 tháng 3.